Hey Brand, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video mới nhất nữa ngày hôm nay tại channel Hello Atlanta. Thì ngày hôm nay thì một ngày rất đẹp trời luôn tại Atlanta, một ngày mùa thu rất đẹp trời. Thì Brand quyết định làm cái hàng rào cho cái sân sau nhà mình. Thì như các bạn thấy là phía sau lưng nhà mình vẫn chưa có cái hàng rào. Thì vài hôm trước thì mình có làm lấy gốc cây với lại làm sang phẳng đất rồi. Thì ngày hôm nay là mình sẽ làm cái hàng rào cho cái khu vực ở phía sân sau nhà mình. Thì các bạn thấy là đây là nguyên cái sân sau khá là rộng ha, nhưng mà vẫn chưa có hàng rào. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm hàng rào cho cái sân sau này. Và để làm cái hàng rào này á, thì mình đã mướn một cái anh này cũng là người ở khu vực Nam Mỹ luôn. Anh này là người ở nước Guatemala các bạn. Thì anh này sau khi mình báo giá xong thì anh báo giá khá là rẻ, cho nên mình quyết định làm cái sân sau này. Ok, thì để trước khi mà mình làm cái sân sau này thì mình phải có cái vật liệu để mình làm đúng không các bạn? Phải có gỗ và phải có đinh và tất cả những các vật liệu cần thiết để mà làm cái hàng rào. Ok, và mình đã hẹn gặp cái anh này. Anh này tên là Esvin. Thì sáng hôm nay thì Brian hẹn gặp anh Esvin tại Home Depot để mà mình với lại anh đó đi mua vật liệu xây dựng để mà chuẩn bị làm cho cái hàng rào ngày hôm nay. Ok, bây giờ mời các bạn theo chân của Brian, chúng ta đi đến Home Depot nha. Ok các bạn, thì đây là chiếc xe truck của anh Esvin nè. Thì anh này có chiếc xe truck, rồi anh giúp mình đi mua đồ luôn, cho nên rất là thuận tiện các bạn. Chẳng hạn nhà bạn nào không có xe truck á, thì các bạn nếu mà các bạn gọi cái anh này tới thì anh này sẽ lấy xe truck đi tới Home Depot mua đồ giúp các bạn luôn. Cho nên rất thuận tiện. Okay, Esvin, this is your truck, right? Yes, my truck, yes. Okay, so it's very convenient, right? So if somebody want to buy something, so you can help them and go to the Home Depot and buy stuff and put in a truck. That's awesome, right? Yeah. Thì đây là cái hóa đơn sau khi mà mình mua xong. Thì tổng cộng là 2.500 đô. Nhưng mà mình được 10% ốp nữa, cho nên mình chỉ cần trả 2.300 đô thôi các bạn. Các bạn, thì sau khi mà mình mua đồ Home Depot xong rồi thì xe cũng vừa chở mấy cái đồ về ha. Giờ mình sẽ đem mấy cái đồ xuống để mà chuẩn bị làm ở phía sau nhà mình. Is it too far from here? Do you think it's good or you think it's just over there? Okay, so I just want to let people know like how long does it take to do the home project? Take like 2-3 days. Okay, 2 and 3 days. Yeah. And how many people is working with you? We are working 3 people. How many people? 3 people. Right? 3 people working. Yeah. And what we're gonna do first? We got to make with the whole force. Okay, do the whole first. Put the post. The post. Okay, yeah. And then we put it on later. There. All right, so it's gonna be about 2 days or 3 days. Okay. Like yeah. Thank you very much. Yeah. Okay. Yeah. Hey Esvin, how many years have you been working on this? Oh, we were like 10 years. 10 years, yes. Okay. And what city are you working on? We work in Metro Atlanta. Metro Atlanta, yes. Tức là mấy cái thành phố ở khu vực ở Atlanta này là Esvin sẽ làm việc hết các bạn. If you wanna do some more another part, you have to call us. Okay, so what work are you working? Like Anything? Paintings, modeling, fence. Fence, yeah. Backyard, I mean, yeah, construction, whatever, yeah, around the house. Okay. Yeah, yeah. So, can you tell me your phone number so I can... Oh, sure. My number is 678-964. Okay. 206. Okay, and your name is Esvin, right? Esvin, yeah. Okay, right. I just let people know about it. Esvin. Right. Thank you. Ok các bạn, thì sau khi mà đào lỗ xong hết rồi thì các bạn thấy thì họ bắt đầu họ đóng mấy cái khung lên ha. Rồi sau đó thì họ sẽ bỏ những cái miếng ván lên này để mà đóng lên để mà thành cái hàng rào. Đó thì bây giờ họ đang làm cái sườn trước. Ngày hôm qua thì họ đào lỗ để mà bắt đầu chôn mấy cái cột xuống để đổ xi măng ở dưới cho nó chắc. Và cái lỗ rất là sâu nha các bạn ha, phải có máy để mà đào lỗ tại có rất là nhiều cái lỗ ở từng mấy cái cột ở đây. Đó cho nên phải dùng máy để mà đào. Rồi cũng có mấy cái đồ để mà đào lỗ bằng tay nữa, nhưng mà cái đó chỉ là phụ thêm thôi. Nhưng mà phải chính đó là phải có máy móc. Với lại bên Mỹ là đa số những công việc nào đều có máy móc để mà hỗ trợ hết để làm để mới nhanh được. Đó, thì bây giờ đào lỗ xong hết rồi, gắn cột xong hết rồi, thì bây giờ là bỏ lên mấy cái khung này, đó, đóng lên. Thì các bạn thấy là cái gia đình anh này là nói chung là công việc này là có gia đình ha, có vợ giúp rồi có những người phụ ở trong gia đình giúp luôn, chứ không phải là một cái công ty. Thì cái anh này mình biết được cũng do là ba vợ của mình giới thiệu, thì mình thấy giá rẻ cho nên mình gọi anh tới. Thì các bạn thấy là cuộc sống của những người mà ở Nam Mỹ, cái vùng ở phía Nam Mỹ chẳng hạn, rất là nhiều những cái quốc gia phía Nam Mỹ họ đến nước Mỹ để mà sinh sống. Thì họ làm những công việc, đa số là những cái công việc về xây dựng nhà cửa, rồi làm vườn ở phía sau nhà, hay là làm những cái việc bưng bê. Tức là những cái công việc này đòi hỏi rất là nhiều những cái sức khỏe, cũng như là cái sự kiên nhẫn các bạn, tại làm việc ở ngoài trời ha. Thì những người ở phía Nam Mỹ này họ rất là khỏe mạnh các bạn. Phải nói là sức khỏe của họ là rất là tốt luôn á. Họ làm những cái công việc nặng nhọc và những công việc ngoài trời rất là nhiều. Đó, thì các bạn trước mắt đây các bạn thấy thì đây là cái gia đình của anh này, là một cái người từ nước Guatemala tới nước Mỹ để mà sinh sống. Thì anh Esvin này tới nước Mỹ sinh sống được 15 năm rồi các bạn. Thì ngày hôm qua mình có nói chuyện với cái anh này, thì anh này cũng rất là dễ thương. Đó, thì cả gia đình thì sáng sớm bắt đầu đi làm như vậy thôi, thì có một chiếc xe truck rất là to ở bên ngoài để mà chở đồ nữa. Rồi bắt đầu vợ con hay là gì đó thì đi phía sau này, đi bằng một chiếc xe riêng nhỏ phía xe này. Thì các bạn thấy là mấy chị này cũng rất là khỏe ha, cũng bưng vác đồ cây rồi xi măng, những cái bao xi măng rất là nặng. Thì có cái cô bên trong nữa cũng bưng xi măng rất là nặng. Đó, cũng làm những công việc này mà giúp cái anh này để mà làm cho nó nhanh hơn. Ok các bạn, thì anh dùng cái súng để mà bắn đinh các bạn, chứ không phải lấy búa đóng cạch từng miếng, không biết đóng mà đóng bắn người ta biết chừng nào nó mới xong. Bên Mỹ làm cái gì thôi cũng có máy móc để mà làm hết, trên rất là lẹ, với lại cũng đỡ cái công sức nó mệt nữa. Thì mấy cái này mà các bạn cũng có thể mua ở ngoài mấy cái khu vực gọi là Home Depot, bán những cái cây này cũng rất có bán rất là nhiều. Nhưng mà tại vì mình thì không có chuyên về làm mấy cái này cho mình, các bạn mua thì cũng tốn tiền thôi, cũng không có xài nhiều. Đa số thì ai có búa thì mua búa ở nhà, nhưng mà họ làm những cái này nhiều thì họ cần phải có cái súng bắn đinh cho nên rất là lẹ. Thì đào lỗ thì cũng có cái máy để mà giúp họ đào lỗ nhanh hơn, rồi đóng đinh thì họ có cái máy để bắn đinh. Rồi họ có những cái một số những cái máy móc cơ bản để mà làm những cái việc gọi là xây dựng này. So mình có cái này là súng bắn đinh ha, còn cái đó là cái cưa để mà cưa gỗ. Đó, thì còn là máy móc đó nè, cắm điện vô mà xài các bạn. Ok các bạn, và sau 2 ngày thì cuối cùng thì các bạn thấy là cái hàng rào cũng đã được làm xong. Ok, rất là đẹp luôn, và đảm bảo một cái sự riêng tư ở ngay cái khu vực ở phía sân sau của nhà mình. Đây các bạn, thì các bạn thấy là cái sân sau của nhà mình khá là rộng luôn á, cho nên phải làm cái hàng rào rất là dài, tốn khá là nhiều gỗ. Ok các bạn, thì ở đây là mình còn một số gỗ nè ha, và bên ngoài mình cũng còn một số bao xi măng với lại những cái gỗ khác nữa và còn dư, không có xài hết, thì mình sẽ đem lại trả cho Home Depot, cái chỗ mà mình mua mấy cái gỗ này, và người ta sẽ trả lại tiền cho mình rất là dễ dàng luôn. Ok các bạn, thì Brand cũng rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nha, để các bạn biết một cái công việc của những người Nam Mỹ làm ở bên Mỹ, và đặc biệt là ngày hôm nay cũng cho các bạn xem là cái quá trình người ta làm cái hàng rào của nhà mình. Ok các bạn, nếu như các bạn cần cái anh Esvin này tới nếu mà làm hàng rào hay là làm những công việc khác về xây dựng, về nhà cửa, thì các bạn có thể gọi anh Esvin này, thì mình sẽ để cái số điện thoại ở trên màn hình để cho các bạn liên lạc nha. Ok, thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video, thì một lần nữa thì Brand xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.